Chiều nay, Hội nghị Chính phủ với các địa phương tiếp tục diễn ra với ý kiến tham luận của các địa phương và các bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp nối chương trình làm việc buổi sáng, chiều nay, các địa phương tiếp tục tham luận, đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phát biểu với lãnh đạo chính phủ về những thách thức của thành phố trong năm 2020, Chủ tịch thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, năm 2020 là một năm có rất nhiều khó khăn trong quá trình điều hành, phát triển kinh tế xã hội, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã quyết liệt, đồng lòng triển khai hiệu quả nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, điểm sáng là thu hút đầu tư được hơn 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều dự án lớn được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố trong việc triển khai nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế trong thời gian đến, kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm, xem xét, giải quyết một số kiến nghị đề xuất của địa phương, trong đó trọng tâm một số vấn đề như sau. Thứ nhất, kính đề nghị Chính phủ quan tâm xem xét sớm ban hành nghị định quy định cụ thể về hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng. Nghị định bổ sung sửa đổi nghị định 144 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Quyết định quy định về chi tiết và biện pháp thi hành điều 8 nghị quyết 119 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 30, tầm nhìn đến 2045. Thứ hai, kính đề nghị các bộ ngành trung ương để nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn có sức lan tỏa, kết nối tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung Tây Nguyên như tuyến cao tốc La Sơn Túy Loan, đoạn Hòa Liên Túy Loan, nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 14B đoạn từ Túy Loan đến dốc Quảng Nam, mở rộng nhà ga hành khách T1 và xây dựng ga hàng hóa tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất từ 80.000 đến 100.000 tấn trên năm. Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung. Thứ ba, kính đề nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương quan tâm kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình khắc phục những vi phạm theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhất là trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại điều 10 của nghị định số 119 và các đề nghị của thành phố. Quan tâm sớm triển khai thực hiện cho phép việc kéo dài thời hạn trả nợ tiền sử dụng đất thêm một năm nữa đối với chính sách thu nợ tiền sử dụng đất tại nghị định số 79 của Chính phủ. Hội nghị chiều nay cũng đã triển khai nhiều nội dung quan trọng như kết quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đề xuất kiến nghị giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng năm 2020.